Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự hội nghị có Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, luật sư tham gia góp ý kiến. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất nội dung dự thảo luật đất đai sửa đổi, đồng thời góp ý nhiều vấn đề còn bất cập như bổ sung quy định về thời điểm cho thuê đất, tránh trường hợp chênh lệch về thời gian thuê đất và thời gian hoạt động của dự án theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có, nghiên cứu bổ sung phân cấp, phân quyền giao đất cho thuê đất cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục đầu tư cũng như công tác thu hút đầu tư. Đồng thời đề nghị khi luật đất đai sửa đổi có hiệu lực, cần thiết phải có nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết đi kèm. Đất sản xuất nông nghiệp không sử dụng, không được sử dụng trong thời hạn 36 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa vào đất vào sử dụng thì đã bị thu hồi. Thì cái nội dung này tôi cũng thấy là có nhiều bất cập. Trước hết đó là đối với một số các quy định hiện nay trên thực tiễn thì mình giao đất nông nghiệp cho một số hộ gia đình sản xuất thì có những nơi người ta đưa vào sản xuất, có những nơi người ta sử dụng đất đó để mà triển khai cái sản xuất hữu cơ. Đối với đất sản xuất hữu cơ thì phải phơi đất trong thời gian ít nhất là 36 tháng thì mới đưa đất vào sử dụng. Do đó mà nếu mà quy định mà 36 tháng không hoạt động mà thu hồi đất thì cũng là điều bất cập. Và một số nơi thì đất bỏ hoang để nhằm chuyển đổi mục đích cây trồng. Do đó là với thời gian 36 tháng không liên tục sử dụng, đất nông nghiệp thì thu hồi là nó cũng có nhiều bất cập đối với người dân. Về thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, các đại biểu cho rằng dự thảo luật lần này cần thể chế hóa các quy định, các tiêu chí tốt hơn nơi ở cũ trong vấn đề bố trí đất tái định cư như diện tích nhà ở tối thiểu trên một người. Về phát triển quỹ đất, cần quy định cụ thể hơn, có tiêu chí rõ ràng hơn khi thu hồi đất để phát triển quỹ đất ở khu dân cư nông thôn, tránh sự xáo trộn tâm lý và cuộc sống của nhân dân. Trong khi các văn bản của nhà nước thì chúng ta đặt nhiệm vụ giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Song thực trạng quỹ đất hiện nay dành cho công trình giáo dục đào tạo ở các địa phương hết sức là khan hiếm. Các trường thì không có quỹ đất để phục vụ cho công tác giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, giải trí. Và nhiều trường thì có diện tích quá chặt hẹp trên cái sĩ số học sinh rất là lớn. Tình trạng này thì khá phổ biến ở các trường phổ thông trong cả nước nói chung và ngay địa bàn thành phố và quận Hải Châu nói riêng. Chính vì vậy cho nên chúng tôi cũng đặt vấn đề trong 10 ngoài cái 10 cái dự án dành quỹ đất thì chúng tôi cũng đề nghị là chúng ta nên dành cái quỹ đất cho giáo dục và đào tạo. Góp ý liên quan đến nội dung giá đất, nhiều đại biểu chỉ ra dự thảo luật chỉ mới đề cập đến một vài vấn đề liên quan đến cơ chế định giá đất, nhưng không phải theo nguyên tắc thị trường mà là phù hợp với nguyên tắc thị trường.